Rồi thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn lựa chọn nhà giao dịch CopyTrade mà mình cảm thấy ok nhất, cũng như là cái cách setup như thế nào mà mình có lợi nhuận tốt nhất ha. Thì đầu tiên các bạn phải vào cái trang BitGet ở trên máy tính thì mình mới dễ tìm kiếm, còn trên điện thoại thì nó hơi khó tìm kiếm một xíu ha. Cho nên lời khuyên của mình thì các bạn nên lên trên máy tính, các bạn dễ setup hơn cũng như là dễ tìm kiếm hơn. Sau đó mình vào cái mục copy trade, thì ở đây nó sẽ có hai cái mục là copy trade cũng như là bảng xếp hạng. Các bạn có thể vào bảng xếp hạng để các bạn theo dõi những cái người mà top trader ở đây. Nhưng mà thông thường những cái người mà top trader ở đây là cái lượng theo dõi nó full nè, mình rất là khó để copy trade những người này. Nhưng mà mình vẫn có thể tham khảo ha, và mình sẽ có cái chỗ mà thông báo khi mà còn slot á thì mình có thể vào. Rồi thì ở đây nó hiển thị là top 3 người có giao dịch tốt nhất. Bảng xếp hạng ở đây nè. Ở đây thì nó tính ROI hàng tuần ha, các bạn có thể lọc ra là hàng hàng ngày, hàng tháng. Đó, nhưng mà mình lọc tuần thì nó ok hơn, trong 7 ngày để mình tìm ra cái ROI tốt nhất. Trên đây là top 3 người giao dịch, ví dụ như người này trong một tuần cái ROI của họ là 2.500%, tức là ít 25 lần. Đó thì mình có thể vào đây để mình bấm và mình thì ở đây nó sẽ có một số cái dữ liệu mà các bạn lưu ý. Thứ nhất là cái số người theo dõi ở đây là 33 trên 500, cho nên là mình vẫn còn dư rất là nhiều slot để mình tham gia. Nhưng mà trước khi mà mình muốn tham gia theo dõi người này á, mình nên coi kỹ một số cái thông số như sau. Đầu tiên á là cái hợp đồng người đây đánh á, thông thường là họ đánh altcoin là nhiều nè. Đó, rất là nhiều cái đồng altcoin ha. Cái thứ hai nữa là các bạn xem cái lệnh họ đánh nè, họ đánh ở thời điểm hiện tại là được là 575 lệnh ha. Rồi ROI của họ ở thời điểm hiện tại là 5.750. Đó, tiếp theo thì bạn sẽ xem là cái lãi lỗ của họ ở đây nó có để nè. Đó. Thì mấy ngày hôm nay thì nó tăng nhưng mà trước đó thì nó lỗ. Đó thì mình không khuyến khích những cái người này các bạn theo dõi, bởi vì là cái tính ổn định nó không có cao. Đó, có ngày lỗ lãi rất là cao nhưng mà cũng có ngày lỗ nè. Tiếp đến thì các bạn sẽ bấm vào cái mục lệnh để các bạn xem. Cái chỗ lịch sử này là những cái lệnh mà họ đã chốt trước đó, thì ở đây họ đánh altcoin rất là nhiều. Đồng quay, đồng son, đặc biệt là đồng son rất là nhiều ha. Đồng Galat. Đó, Galat thì có cái đồng này họ chiến thắng đến 600%. Rồi cái lệnh sao chép giao dịch ở thời điểm hiện tại thì cũng là cái đồng Galat ha, họ đang đánh long cái lệnh này. Đang ROI là 700%. Còn Ethereum thì ROI 1%. ASX, AC thì cũng là 16%. Thì cái người này họ chuyên đánh altcoin. Thì cái điểm lợi của đồng altcoin là cái biến động nó cao, cho nên là các bạn có thể có lợi nhuận rất là cao. Nhưng mà nó sẽ có một cái rủi ro ha, là những cái đồng altcoin này biến động cao thì đồng nghĩa với rủi ro nó sẽ cao. Đôi khi chỉ cần một nhịp nhỏ nó nhích lên khoảng vài phần trăm thôi là mình có thể cháy ha. Cho nên là các bạn có thể cân nhắc, nếu mà các bạn muốn lợi nhuận cao á, thì đồng nghĩa với rủi ro cao, thì bạn có thể theo dõi những người mà đánh altcoin thì mình theo. Nhưng mà với những bạn mới á, thì lời khuyên của mình, bạn nên chọn những cái người mà trade Bitcoin và Ethereum thôi, để cái độ ổn định nó tốt nhất ha, để mình có được cái lợi nhuận hàng ngày. Đó. Thì bây giờ cái cách để mình check á, thì các bạn sẽ vào một copy trade, chọn là copy trade thì nó đến cái trang này ha. Ở đây thì nó cũng hiển thị những cái top giao dịch, thì các bạn thấy những cái người đã đầy á, là chứng tỏ họ đã full slot thì mình không thể mình vào được. Nhưng mà nếu như các bạn muốn vào á, thì các bạn sẽ bấm vào đây. Các bạn bấm vào là thông báo vị trí trống. Đó, khi nào mà có người người ta out cái slot này á, thì bạn có thể vào được ha. Thì mình cũng check xem thông tin của người này, xem là mình có muốn sao chép giao dịch của người này hay không. Đầu tiên là các bạn xem cái lệnh họ đánh. Đến thời điểm hiện tại thì họ đánh được gần 1.000 lệnh rồi. Đó, thì hiện tại đang full slot ha. Rồi, các bạn cũng vào cái mục biểu đồ thì bạn thấy là cái ROI của họ nó ổn định nè. Đó, thì chứng tỏ một điều rằng á, là cái lợi nhuận của họ có ổn định rất là cao, cho nên là cái số slot luôn luôn full ha. Cái thứ hai nữa là mình sẽ vào cái mục lệnh ở đây mình xem.
Đây là những cái lệnh mà họ chốt trước đó, thì cái người này họ chuyên đánh về Ethereum cũng như là Bitcoin, cho nên là người này cũng là cái người mà mình ưu tiên, mình lựa chọn ha. Đó, thì người này họ đánh là X50. Nếu trường hợp mà bạn đánh X25 á, thì ROI của bạn là 12% thay vì 24% với người này X50 ha. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ vào cái mục là sao chép giao dịch. Thì ở thời điểm hiện tại họ chưa có cái lệnh đi, thì chứng tỏ cái người này họ đi rất là chắc tay đó, họ thấy cái biểu đồ cũng như là nói chung là chạc tốt thì họ mới vào ha, đó, chạc xấu thì họ sẽ không vào. Thì lời khuyên thì các bạn có thể theo dõi những người này, thì các bạn bấm vào thông báo vị trí trống ha, khi nào có slot trống thì nó sẽ thông báo bạn có thể chám vào cái vị trí này. Rồi mình sẽ vào cái mục là người theo dõi, tức là những người mà theo dõi họ đã có lợi nhuận hay không. Thì bạn thấy có cái người này họ đã kiếm được khoảng 21.000 đô nè. Cái người này thì kiếm được 14.000 đô, là chứng tỏ là cái người này đã giúp được rất là nhiều người kiếm tiền từ cái copy trade này ha. Rồi. Còn trường hợp mà các bạn muốn vào luôn á thì mình sẽ ưu tiên. Ở đây thì nó có cái phần lọc ra nè. Đó, thì mình sẽ ưu tiên. Đúng vào đây. Mình sẽ ưu tiên ổn định và tích cực. Đó. Ổn định và tích cực là cái giao dịch của họ ổn định, tích cực là giao dịch thường xuyên. Đó, chứng tỏ là ngày nào họ cũng giao dịch thì nó sẽ lọc ra hai cái đối tượng này. Thì mình sẽ ưu tiên lựa chọn hai cái người này ha, ấy hai cái đối tượng này ha. Mình bấm xác nhận thì nó sẽ lọc ra những cái người này. Đó, thì người nào full slot á, thì mình cũng có thể mình vào mình xem là mình có thể chám được cái chỗ này hay không. Còn nếu mà các bạn muốn vào luôn á, thì mình sẽ lựa chọn những người mà gần full slot. Ví dụ như cái người Cloud này nè, đang có là 499 trên 500 thì các bạn có thể vào được nè. Nhưng mà trước khi vào thì mình cũng xem á, người này đang đánh là 100 lệnh thôi. ROI của họ thì nó đang tăng dần đều, cũng ok á. Về lệnh á, thì lệnh trước đó họ đã chốt nè. Có cái con Ethereum này họ chốt tới 400%. Hai lệnh này là 800%. Ít 4 lần ha. Đó. Rồi cái lệnh sao chép ở thời điểm hiện tại họ đang đi cái con Ethereum, họ đang có lợi nhuận nè. Con này đang ít 400% nè, đang ít 4 nè. Cũng ok ha, cũng được. Đó thì mình có thể theo dõi người này. Thì người này cái tên là Cloud, đang còn một slot nữa. Các bạn có thể vào người này ha. Rồi thì mình cũng trở về và mình tìm tiếp theo. Các bạn vào mục tiếp này, mình sẽ tìm tiếp theo á. Cái người Sonic Key này cũng đang gần full nè, 493, thì ROI ở thời điểm hiện tại là 855. Các bạn nhìn cái biểu đồ này là cái lợi nhuận họ đang đang đi ngang ha, thì lợi nhuận đang tốt á. Thì mình bấm vào mình xem. Hiện tại thì vẫn còn 7 slot để vào nè. Và lệnh lệnh chốt trước đó thì họ đang có lợi nhuận tốt ha. Cái đồng Ethereum họ chốt 35% nè. Trường hợp các bạn đi X25 á, thì các bạn lời được 17%. Nói chung thì ROI luôn ok ha. Còn cái lệnh ở thời điểm hiện tại họ đang đi thì họ đang dương rất là nhiều. BTC họ đang lãi 7% nè, Ethereum đang lãi là 11%. Thì người này mình cảm thấy ok, thì bây giờ mình sẽ theo dõi bằng cách là bấm vào mục theo dõi để mình sao chép giao dịch. Bấm vào đây. Tới đây thì các bạn sẽ, lời khuyên của mình sẽ không có đánh altcoin, bởi vì là altcoin nó rủi ro nó cao, nhưng mà tùy các bạn ha, các bạn có thể chọn hoặc không. Nhưng mà nếu như các bạn mới setup á, thì lời khuyên các bạn nên chọn đánh coin nền tảng thôi, ví dụ như là BNB chừa lại cũng được. Nhưng mà mình hướng dẫn nhanh cho nên là mình sẽ chọn hai cái đồng mà mình đánh thường xuyên ha, đó là đồng Ethereum và đồng Bitcoin. Đó, chọn hai cái đồng này, và cái nguồn tiền là USDT. Ví dụ nguồn tiền của bạn là USD thì các bạn sẽ chọn USD ha. Ở đây nguồn tiền của mình là USDT thì cho nên là mình chọn hai cái con này cũng như là nguồn tiền USDT. Sau đó các bạn bấm vào là chuyển sang nâng cao. Đó, thì ở đây nó hiển thị cái mục nâng cao để mình setup nè. Cái chỗ ký quỹ thì mình để yên ha. Còn cái chỗ đòn bẩy á, thì mình sẽ chọn là theo đòn bẩy được chỉ định. Thì lời khuyên của mình các bạn nên để khoảng X20 cho tới X25 thôi. Thì nó tuy rằng cái lợi nhuận nó không có cao nhưng mà nó ổn định và nó an toàn ha.
Còn vốn các bạn đi thì tùy, vốn bạn muốn đi bao nhiêu cũng được, nhưng mà thông thường thì các bạn nên test khoảng 15 đô. Khi nào mà bạn cảm thấy cái người này mà đánh roi tốt cũng như là ổn định á, thì các bạn có thể nâng lên tỷ lệ lon là 25%, có thể tối đa là 30% thôi, đừng có nâng cao quá ha. Mình muốn nâng thì mình nâng cái tiền nè, ví dụ như 15 đô bạn muốn lãi cao một xíu thì bạn sẽ để 20 đô, hoặc là có vốn nhiều hơn thì bạn để là 30 đô, 40 đô gì đó tùy ha. Rồi tiếp đến thì cái đồng Ethereum thì mình cũng setup tương tự ha. Đòn 7 thì mình sẽ chọn là theo 7 được chỉ định. Ở đây thì thông thường mình sẽ test là X20 trước để mình xem cái người này đánh lợi nhuận như thế nào. Vốn mình đi là 15 đô cho mỗi lệnh. Khi mà xong thì mình bấm tiếp. Rồi ở đây thì nó sẽ kiểm tra lại là cái đồng Bitcoin mình sẽ đi X20 và 15 đô. Còn cái đồng Ethereum cũng là X20 và 15 đô. Sau đó bấm xác nhận. Rồi và mình chờ cho họ giao dịch thôi. Ở đây thì mình đang có 1, 2, 3, 4, 5 lệnh. 5 lệnh mình đang đi. Thì ở thời điểm hiện tại nó đang lỗ, nhưng mà lỗ không có nhiều, lỗ khoảng 2% thôi, nhưng mà vẫn đang gồng ha. Thì ở đây nó đang đánh cái lệnh long nè. Thì mình đi X25 nữa bạn thấy không? X25 và cái này là X30, BTC thì mình đi X30, còn Ethereum mình đi X25. Còn lệnh mình đi á, thì mình đang đi lệnh này hình như là 25 đô hay 30 đô gì đó. Đây nó không có để, trên app thì nó vẫn để, trên đây thì nó không có thấy. Đó. Thì ở thời điểm hiện tại thì nó đang gồng nè, nhưng mà vẫn không lỗ nhiều ha, chỉ lỗ khoảng 2% thôi, 2% của 0.9. Thì lệnh này mình đi 30 đô, còn lệnh trên đây mình đi hình như là 20 đô gì đó, không nhớ đó. Mình setup rất là nhiều lệnh đó, thì bây giờ nó đang gồng thôi thì mình vẫn để thôi. Thì nếu mà tối nay nó tăng thì mình lời, nhưng mà giá ở thời điểm hiện tại nó đang khá là đáy rồi. Bây giờ mình check nè, mình đang đi con BTC là 16.924 đúng không? Nhưng mà giá hiện tại là 16.921 thì nó mới chênh nhau có 4 giá thôi. Đó. Thì nó cũng cận đáy rồi. Nó cận đáy thì hiện tại thì cái người này đánh cái lệnh long ok nè. Đó thì mình chờ thôi, tối nay nó tăng thì mình chốt lời. Và có một cái điều nữa thì các bạn nên chốt tay ha. Ví dụ như các bạn cảm thấy lãi khoảng 5-10% thì các bạn nên chốt là được rồi. Thì nó an toàn hơn ha. Còn các bạn muốn để cao thì các bạn sẽ để cho bên họ tự chốt. Thì thông thường những cái người copy trade thì họ chốt đâu đó khoảng từ 20% trở lên thì họ mới chốt. Đó, thì đôi khi nó sẽ gồng hơi lâu một xíu, nhưng mà để an toàn hơn thì theo như mình thì thấy lãi là chốt ha. Thông thường mình vào mình thấy lãi là mình chốt trên 5% cho tới 10% là mình chốt tay à. Rồi thì nó cũng đơn giản như vậy thôi. Trong quá trình setup á, thì mình sẽ lựa chọn những cái nhà giao dịch nào mà mình cảm thấy có roi tốt. Và mình nên test ở 15 đô và X20 ha. Khi nào mà bạn cảm thấy roi tốt thì bạn có thể nâng lên. Ở đây mình nâng lên là X25 nè. Con này mình X30 nè. Đó thì mình nâng lên là 20 đô. Và con này mình nâng lên là 30 đô mình đánh nè.